Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi livestream trực tiếp tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Và ngày hôm nay Yến Nhi muốn các bạn cùng gặp gỡ một chị khách hàng của chúng ta đã làm dịch vụ cắt mí mắt và nâng mũi bột sụn tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Và xin mời các bạn cùng gặp gỡ chị khách hàng của chúng ta nha. Em chào chị ạ. À, chị ơi, chị có thể giới thiệu mình tên gì và mình đang sinh sống ở đâu không ạ? Chị tên là Hoa, chị là giáo viên, chị sống ở trường đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Dạ, chị ơi, thì trước khi đến với Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS thì chị đã có những nguồn thông tin nào mà để chị tìm đến đây và thực hiện dịch vụ cắt mí mắt và nâng mũi bột sụn tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS ạ? Thưa em, là tại vì chị đã cũng chọn nhiều nơi rồi, nhưng mà chị quyết định chọn Thẩm mỹ MCAS vì tạo uy tín cho mọi người. Thì thứ nhất là đội ngũ của tụi em đã chăm sóc chu đáo, tận tình. Và thứ hai là bác sĩ quá là nhiệt tình luôn và theo đúng sở thích của mình. Trước khi mà đến với MCAS á, thì tình trạng mắt của mình như thế nào hả chị? Em biết sao không? Tại mắt của chị quá bực nữa, rồi mũi hơi tẹt, nói chung là không được đẹp. Nên là chị quyết định đi làm. Chị đến với MCAS thì có ai giới thiệu hay là chị tìm được thông tin ở đâu hả chị? Không, nói là trong nghe không bằng mắt thấy. Thì bây giờ cái là cái sự truyền nguyện và cái thực tế của người ta làm. Nên là chị quyết định chị đến đây chị tìm để chị làm. Thì trong quá trình mà tư vấn cũng như là đến lúc mà chị thực hiện á, thì các bạn tư vấn ở đây có tư vấn nhiệt tình cho mình không chị? Chị đến đây thì các bạn rất là nhiệt tình và ưu ái. Đối với chị rất là, tại mình đến một cơ sở nào mình làm đẹp thì cái chuyện là mấy bạn rất là ưu ái với chị và nhiệt tình, chị chu đáo, nói chung là rất là chỉnh chu. Nói chung là đến với em, với mình Thẩm mỹ viện MCAS là rất là chỉnh chu từ đầu đến cuối. Em cũng sẽ được cảm ơn chị đã có những cái cảm nhận thực tế về Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS và tin tưởng Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS và đến đây để làm đẹp cho mình. Thì em cũng xin được một lần nữa cảm ơn chị. Và chị ơi, thì trước khi chia tay với buổi livestream này thì chị có điều gì muốn nhắn nhủ đến với Thẩm mỹ MCAS, Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS không ạ? Chị theo chị là một người mình có tìm hiểu được thì khuyên các bạn nên tìm đúng nơi, tạo sự uy tín cho mình. Đừng bao giờ đi ra mấy cái thẩm mỹ viện nhỏ, không nên đâu nha các bạn nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Thì em tin rằng là với những chia sẻ cảm nhận thực tế của chị thì sẽ giúp cho các chị em phụ nữ của chúng ta có thêm niềm tin về việc làm đẹp và cũng như có thể chia sẻ thêm những thông tin, những cái gì mà mình còn thắc mắc với MCAS, và MCAS sẽ hỗ trợ cho các chị em của chúng ta. Và xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream này của Yến Nhi và chị Hoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình livestream lần sau nhé.